Để thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo phát động chương trình Bệ phóng Thương mại điện tử Tây Nguyên nhằm sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động đào tạo, kết nối và ứng dụng thương mại điện tử hiệu quả. Chương trình Bệ phóng Thương mại điện tử Tây Nguyên với mục tiêu đào tạo về thương mại điện tử chuyên sâu cho đối tượng là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Theo kế hoạch, chương trình sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những hoạt động hỗ trợ chuyên sâu từ phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kiến thức tới tư vấn, triển khai các hoạt động thương mại điện tử nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử tại khu vực Tây Nguyên phát triển. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn triển khai nhiều buổi tọa đàm liên quan đến các nội dung như xây dựng doanh nghiệp trên môi trường thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, nền tảng truyền thông trên mạng xã hội, v.v. với sự góp mặt của các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử. Song song với tọa đàm, chương trình triển lãm giới thiệu những giải pháp, nền tảng, dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử được kỳ vọng đem tới những cơ hội kết nối giữa nhà cung cấp tới các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu phát triển thương mại điện tử. Chương trình Bệ phóng Thương mại điện tử Tây Nguyên diễn ra từ trung tuần tháng 7 tới cuối tháng 8 năm 2022.